Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Hân hạnh Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Việt Nam. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 10, sau khi đọc kinh, Đức Thánh Cha hướng đến và cầu nguyện cho người dân Việt Nam, đặc biệt là những người đang phải chịu đựng trận lũ lụt trong những ngày gần đây. Đức Thánh Cha hướng đến người dân Việt Nam với những lời sau. Anh chị em thân mến, ở nhiều vùng của Việt Nam, những trận mưa lớn kéo dài trong những ngày gần đây đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, với hàng ngàn người phải sơ tán. Tôi cầu nguyện và nghĩ đến nhiều gia đình đang đau khổ. Tôi cũng khích lệ những người từ chính quyền cũng như giáo hội địa phương đang nỗ lực để ứng phó với tình huống khẩn cấp này. Cũng sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha hướng đến Haiti. Ngài nói, anh chị em thân mến, tôi nghĩ đến người dân Haiti đang phải sống trong điều kiện giới hạn. Tôi kêu gọi những vị đứng đầu các quốc gia hỗ trợ đất nước này, đừng để họ đơn độc. Khi trở về nhà, anh chị em hãy tìm tin tức ở Haiti và cầu nguyện nhiều cho họ. Cha Massimo Migaglio, nhà truyền giáo Chameleon ở Haiti, đã nói với chúng ta về những điều đau khổ ở vùng đất này. Xin đừng bỏ rơi họ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước ngày 29 tháng 10 ở Tây Ban Nha cho các linh mục Francisco Carter Soyo Lopez, Garden General Manuel Vidalet and Aguinaldo Pastor bị giết vì sự thù hận đức tin. Các ngài là những vị mục tử nhiệt thành và quảng đại trong cuộc bách hại tôn giáo vào những năm 30. Các ngài vẫn trung thành với thừa tác vụ mặc dù tính mạng gặp nguy hiểm. Đức Thánh Cha cầu mong chứng tá của các vị tử đạo là mẫu gương đặc biệt cho các linh mục. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy cầu nguyện cho hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc COP26 bắt đầu hôm nay, Chủ nhật 31 tháng 10 tại Glasgow, Scotland. Ngài nói, chúng ta hãy cầu nguyện để tiếng kêu của trái đất và của những người nghèo được lắng nghe. Ước mong cuộc gặp gỡ này có thể đưa ra những đáp ứng hiệu quả, mang đến hy vọng cụ thể cho các thế hệ tương lai. Các bạn thấy đó, trong tâm tình hiệp thông của Đức Thánh Cha, Giáo hội Năm Châu, chúng ta cùng cầu xin Chúa tuôn đổ muôn ơn bình an của Ngài trên mỗi chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho giáo hội luôn trung thành và can đảm rao giảng tin mừng. Xin cho giáo hội luôn là một cộng đoàn yêu thương, huynh đệ và mãi thăng tiến trong tình yêu thương hiệp thông. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình Kitô hữu trên khắp thế giới. Xin cho họ hiện diện và cảm nghiệm được tình yêu thương chứa chan, vô điều kiện mà thăng tiến trong sự thánh thiện trong cuộc sống thường ngày của họ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhân viên y tế biết chăm sóc sức khỏe phục vụ các bệnh nhân và những người già cả, đặc biệt tại các nước nghèo. Ước mong những người nghèo được chính phủ lưu tâm và cộng đoàn địa phương để ý giúp đỡ. Chúng ta cầu nguyện cho đất nước Việt Nam, những nạn nhân của thiên tai dịch bệnh tìm được sự bình an, ơn chữa lành trong cơn túng quẫn hôm nay. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé.